Đến thời điểm hiện tại thì có thể nói giải quần vợt Việt Nam Open 2016 thành công cả về mặt chuyên môn, thành công đối với các tay vợt của nước chủ nhà và dĩ nhiên thành công cả đối với ban tổ chức. Bởi ngay cả khi người hâm mộ không có điều kiện để tới sân theo dõi trực tiếp các vận động viên thi đấu thì họ hoàn toàn có thể theo dõi trực tiếp qua sóng truyền hình nhờ các đồng nghiệp của chúng tôi, đó là ekip sản xuất của Bóng Đá TV và Thể thao TV. Giây phút Jordan Thompson nâng cao chiếc cúp vô địch đơn nam Việt Nam Open 2016 cũng là giây phút mà công tác truyền hình giải đấu của ekip sản xuất của Thể thao TV cơ bản hoàn tất. Với mỗi thành viên, gần 10 ngày đồng hành cùng giải ATP Challenger Tour duy nhất ở Việt Nam là một trải nghiệm khó quên và quý giá. Sau 9 ngày diễn ra giải Việt Nam Open 2016 thì chúng tôi cũng đã trải qua một đợt gọi là chiến dịch tường thuật trực tiếp dài nhất trong lịch sử. Có những ngày chúng tôi tường thuật trực tiếp đến 10 tiếng đồng hồ liên tục không nghỉ. Mà thực sự là anh em đã được thử thách mình với một trải nghiệm hoàn toàn mới. Và Việt Nam Open 2016 là một giải quốc tế được tổ chức khá chuyên nghiệp, nên anh em chúng tôi không gặp quá nhiều khó khăn khi phải làm việc liên tục từ 10 giờ sáng cho đến thậm chí có những ngày 11, 12 giờ đêm, nhưng chúng tôi cũng có thể vượt qua. Thu dọn trang thiết bị, trao đổi để rút kinh nghiệm sau khi giải đấu kết thúc, ekip sản xuất của Thể thao TV lại tiếp tục rời thành phố Hồ Chí Minh để về Bình Dương, sẵn sàng cho một guồng quay mới với việc tường thuật giải quần vợt Việt Nam F7 Men's Futures diễn ra ngay ngày hôm sau. Những ngày mà như mình đi làm không có thời gian đến đây được, mình xem qua truyền hình thì mình cũng phát triển rất là tốt, có trình chiếu cũng như điểm số là cũng như cái bảng điểm rồi quay chậm lại cũng rất là tốt. Sau giải đấu này thì tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm để mà làm việc với các cái ban tổ chức của các giải quốc tế, cho nên là tôi cảm thấy rất là hào hứng khi mà quay trở lại với giải Men Future để mà chuẩn bị cho 3 giải đấu tiếp theo sắp tới đây ở Bình Dương. Chúng tôi thường động viên nhau, những người sản xuất các chương trình truyền hình là những người phục vụ thầm lặng, và điều chúng tôi mong muốn chính là được trở thành cầu nối để mang các giải đấu thể thao tới với các khán giả trên khắp cả nước, trực tiếp và trọn vẹn mọi diễn biến.